Môn học khai thác thủy sản đại cương, phòng 1 nghề cá và ngư trường. Khai thác thương mại và đánh cá giải trí. Khai thác thủy sản là một trong những hoạt động cổ xưa nhất của loài người. Khai thác thương mại muốn đạt được lợi nhuận tối đa, doanh thu và chi phí hoạt động để tổng cường lực đánh bắt là hợp lý nhất, thì nó phải đòi hỏi có một sự kết hợp liên ngành từ các dịch vụ hậu cần nghề cá để nó cơ cấu phát triển hợp lý, đồng thời phải duy trì và bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản. Đánh cá giải trí. Trên thế giới đã xuất hiện hình thức này từ rất lâu ở Việt Nam. Loại hình thức giải trí này chưa được đầu tư một cách thích đáng. Hiện nay chỉ có ở Mỹ mới phân ra nghề cá thương mại và nghề cá giải trí. Hầu hết các nước khác thì chỉ coi là ngành công nghiệp cá, công nghiệp khai thác thủy sản, nghề đánh cá trên biển, công nghiệp khai thác hải sản. Ngư trường khai thác làm có các quần thể cá hải sản khác tập trung tương đối ổn định. Việc tiến hành mà khai thác ở đây thì luôn đạt được sản lượng cao. Sự xuất hiện các quần thể cá tại ngư trường thường mang tính mùa vụ với chu kỳ dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào yếu tố sinh thái tự nhiên. Các ngư trường thường được gọi tên theo địa danh gần chúng nhất và thường là tên các đảo hoặc cửa sông. Bãi cá khai thác là vũng nước có điều kiện sinh thái thích hợp, là nơi hội tụ đàn cá có thể sinh đẻ hoặc là kiếm mồi. Tùy theo quần thể cá mà các bãi cá có thể chia thành bãi cá đáy hoặc là bãi cá nổi. Mỗi ngư trường thường gồm nhiều bãi cá. Trong thực tế, đôi khi khái niệm bãi cá dùng để chỉ ngư trường vùng biển Việt Nam dựa vào đặc điểm vị trí địa lý, địa hình vùng biển nước ta được chia làm bốn ngư trường chính: ngư trường vịnh Bắc Bộ, ngư trường miền Trung, ngư trường Đông Nam Bộ, ngư trường Tây Nam Bộ. Chế độ gió mùa đã tạo nên sự thay đổi cơ bản về điều kiện hải dương sinh học, làm cho sự phân bố cá mang tính chất mùa vụ rõ ràng. Ngư trường vùng biển Việt Nam dựa vào mối tương quan giữa cá và nguồn thức ăn, sinh khối, động vật phụ du và động vật đáy. Vùng biển Việt Nam được chia ra làm các ngư trường gần bờ, ngư trường thềm lục địa, ngư trường ngoài thềm lục địa. Sự phân chia này tổng diện tích của vùng biển gần bờ Việt Nam là 98.100 km². Đối với thềm lục địa Việt Nam thì khoảng là 326.200 km². Vùng biển ngoài thềm lục địa Việt Nam là 377.000 km². Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, thời kỳ gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, cá thường tập trung ở sâu giữa vịnh. Thời kỳ gió mùa tây nam từ tháng 4 đến tháng 7, cá di cư vào vùng nước nông ven bờ để đẻ trứng. Thời kỳ này các loài cá nổi tập trung nhiều ở vùng gần bờ, sau đó giảm đi. Sản lượng cá đáy ở vùng gần bờ cao nhất là vào tháng 9 cho đến tháng 11. Vùng biển miền Trung, vùng biển từ Đà Nẵng đến Mũi Vịnh là địa hình đáy dốc, khu vực nước nông dưới 50 mét và đất hẹp, lưu lượng nước sông ít nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước ngoài khơi. Vùng gần bờ cá thường tập trung từ tháng 3 đến tháng 9, chủ yếu là các loài cá nổi di cư vào bờ để đẻ trứng. Sự phân bố cá đáy không thay đổi nhiều theo mùa. Vùng nước nông ven bờ từ Quy Nhơn đến Nha Trang có mật độ cá đáy tập trung tương đối cao. Vùng biển Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, thời kỳ gió mùa đông bắc, cá nổi tập trung ở vùng gần bờ nhiều hơn ở thời kỳ gió mùa tây nam. Các khu vực tập trung chính ở Vũng Tàu, Phan Thiết, đến Phan Thiết. Vùng đảo Côn Sơn, thời kỳ gió mùa tây nam thì cá gió mùa ở mà gió mùa tây nam ấy, thì cá nó phân tán, mật độ cá ở trong toàn vùng giảm và không có những cái khu vực nó tập trung lớn và có xu hướng là ra xa bờ. Các khu vực đẻ trứng ở gần bờ số lượng đàn cá tăng lên, có nhiều đàn lớn, lúc di chuyển thì nó nổi lên trên tầng mặt. Sản lượng cá đáy ở khu vực
Tây Nam Bộ nhìn chung cao hơn ở khu vực Đông Nam Bộ và bờ phía Đông, sản lượng khai thác vào mùa thời kỳ gió mùa ấy, Đông Bắc cao hơn thời kỳ gió mùa Tây Nam, còn ở khu vực phía Tây thì ngược lại. Phân bố các ngư trường trọng điểm khi mà khai thác xa bờ ở tại Việt Nam: ngư trường nghề lưới kéo đơn, ngư trường nghề lưới kéo đôi, ngư trường lưới vây, ngư trường được khai thác lưới lê. Ngư trường nghề kéo lưới đơn, vùng giữa vịnh Bắc Bộ từ Nam Định đến Nghệ An chủ yếu là ở độ sâu là 30 đến 50 mét. Ngư trường Hoàng Mê, Mát đến Cồn Cỏ chủ yếu là 30 đến 50 mét và cả dải độ sâu là dưới 30 mét. Ngư trường Bạch Long Vĩ và Nam Bạch Long Vĩ nằm trong khoảng từ độ sâu 30 mét đến 50 mét. Ngư trường ven theo dải độ sâu 30 đến 50 mét chạy được từ Thái Bình đến Nghệ An, lấn sâu vào đường thẳng và sâu dưới là 30 mét. Ngư trường Đông Bắc đảo Phú Quý có phạm vi hẹp, nó nằm trong khoảng dải độ sâu là từ 50 mét đến 100 mét. Hai ngư trường nhỏ ở phía đông nam đảo, ở phía đông nam đảo Côn Đảo đấy, thì ở một dải độ sâu là 30 đến 50 mét và ở một dải độ sâu là 100 đến 200 mét. Ngư trường Khơi Nam, Đông Nam, Côn Sơn chạy ở dải độ sâu là 70 đến 200 mét, là ngư trường cá bò của nghề lưới cá đơn. Ngư trường Tây Tây Nam đảo Hòn Khoai thuộc dải độ sâu 30 đến 50 mét và kéo dài đến tổng là 20 mét nước. Ngư trường kéo lưới đôi, vào các vụ nam các tàu kéo lưới đôi có công suất từ 300 đến 600 cv và nó hoạt động trong ở ngư trường Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Bình, nó nằm trong dải độ sâu là từ 30 đến 50 mét. Vùng Đông Nam Côn Sơn là một ngư trường hoạt động tàu rộng trên 600 và các vùng biển Đông Nam Bộ là ngư trường rộng lớn nhưng các tàu hoạt động chủ yếu ở Phan Thiết, Vũng Tàu và các vùng Đông Bắc, Tây Tây Nam, Nam Đông Nam Côn Sơn. Ngư trường Đông Bắc đảo Phú Quý là ngư trường nhỏ nằm ở dải độ sâu từ 30 đến 50 mét nước. Ngư trường Côn Sơn có độ sâu là lớn hơn 30 mét. Ngư trường ở phía nam đảo Côn Sơn ở dải độ sâu từ 30 đến 50 mét là ngư trường quan trọng của người cá đánh cá xa bờ ở vùng biển Đông Nam Bộ. Ngư trường lưới đáy, ngư trường lưới vây, ngư trường lưới vây, ngư trường ở vịnh Bắc Bộ dải độ sâu 30 mét trở ra, độ sâu từ 30 đến 100 mét nhưng chủ yếu là ở mức 50 mét đến 100 mét nước. Vùng khơi ở biển Nghệ An thì có độ sâu là 30 mét đến lớn hơn là 50 mét. Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Trị có độ sâu là dưới 30 mét nước. Ngư trường Quảng Ngãi, ngư trường Phan Thiết đến Vũng Tàu nằm ở dải độ sâu từ 30 đến 100 mét, chủ yếu tập trung ở vùng nước trên dưới 50 mét nước ở vùng biển Nam Trung Bộ chủ yếu là tập trung ở dải độ sâu là 200 mét trở vào từ ở phía Bắc đảo đảo Phú Quý, và ngư trường phía Nam Côn Sơn là nằm ở dải độ sâu từ 30 đến 50 mét nước. Ngư trường Hoàng Khoai thì ở dưới 30 mét nước, ngư trường ở giữa vịnh Thái Lan và ngư trường rộng là một ngư trường rộng lớn và nằm ở dải độ sâu từ 30 đến 100 mét nước, tập trung chủ yếu là có độ sâu lớn hơn 50 mét nước. Ngư trường khai thác lưới rê, ngư trường khai thác lưới rê thì khu vực ở giữa vịnh Bắc Bộ nằm dọc theo đường thẳng sâu 50 mét nước. Ngư trường nằm ở ngoài khơi vùng biển miền Trung, nằm rải rác ở trong các vùng chủ yếu là khu vực Nam Hoàng Sa. Các ngư trường nhỏ nằm ở ngoài khơi Phú Yên, Khánh Hòa đến Bình Thuận thì có độ sâu từ 30 mét nước. Ngư trường từ Vũng Tàu đến Côn Sơn thì nằm ở dải độ sâu từ 30 đến 50 mét nước. Ngư trường Đông Nam Bộ nằm rải rác ở vùng biển
từ Nam Bình Thuận và tập trung chủ yếu ở dải độ sâu 30 đến 50 mét nước. Ngư trường phía Nam đảo Hòn Khoai, Nam ngư trường biển ở Tây Nam Bộ và giữa vịnh Thái Lan và phía Nam Phú Quốc từ vùng biển ven bờ ra đến hết độ sâu 50 mét nước. Ngư trường nội địa bao gồm các hệ thống sông, hồ tự nhiên, hồ chứa, thủy vực, hồ nông cạn ở vùng đồng bằng ngập nước, cửa sông, rừng ngập mặn, vùng duyên hải, đầm lầy, đầm tha vùng và rừng đầm lầy. Bài thuyết trình đến đây là kết thúc.